Sáng ngày 3 tháng 1, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Năm 2013, ngành tuyên giáo tỉnh đã chủ động, tích cực, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên truyền. Nổi bật là tham mưu tổ chức thành công chuỗi các hoạt động sự kiện nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Nam Định, tạo ý nghĩa và sức lan tỏa sâu rộng. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được triển khai thường xuyên, sâu rộng. Việc cung cấp thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên được duy trì thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Công tác chỉ đạo định hướng, quản lý báo chí, nắm bắt phản ánh dư luận xã hội tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, mang lại kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Trình ghi nhận biểu dương những kết quả ngành tuyên giáo tỉnh ủy đạt được trong năm 2013, đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành tuyên giáo tỉnh cần chủ động tham mưu, tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu triển khai tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 về nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, kịp thời tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo xử lý không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa phương đang và sẽ triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm. Ban chỉ đạo 35 các cấp sẵn sàng thực hiện công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các loại đối tượng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và trao giấy chứng nhận giải thưởng văn học nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Ban tuyên giáo Trung ương cho một cá nhân.